Chào em, Dạ ở đâu có gái cộng sản là ở đó có ba que nó dòm ngó. à, tại vì gái cộng sản đẹp quá chỉnh chó vậy đó, chịu không? Đúng Lâu lâu không? chỉnh chó vậy, chịu không? Ở đâu có gái cộng sản nó chê đấy, nó nói đấy, nhưng mà nó cứ ở đâu có gái cộng sản là có ba que dòm ngó. Thế mới đau chứ lại. Hôm nay chủ Thế đề. mà đâu chứ, Hôm nay ôi em nói trời, tràn. nó vui mà. Hôm nay em nói tràn lan hay là nói chủ đề? Em nói hàng lan luôn chứ đừng, bây giờ là mình vào đây, bây giờ mình thắng là mình có quyền gì mình nói thôi. Bây giờ Đứa nào nó nói được nhiều thì nó kiếm tiền nhiều, nói được ít nó kiếm tiền ít, nhưng mà không có người nghe nữa thì nó cũng chán à. Ba que giờ nó bị điên hết rồi à. Em không thấy Benny Trương giờ điên ở giai đoạn 1 rồi. em nói đó, em nói là chột ơi mày điên chưa, mày đi làm ơn mày đi uống thuốc giùm tao cái, ngày nào mày cũng ngồi mày sủa, mày ngồi đó mày sầu lo không à? Em nói vậy, ngồi đó mày sầu lo không à? Mà chị biết á. Thế còn Tân Thái thì bị hâm hâm dở dở rồi. Tân Thái thì nói chung là hình như đứt mà hồi hồi bữa bị đứt mạch máu não, cho nên bữa nay thấy càng dở nặng. Chắc vậy, chắc nó tức quá. Kiểu thế. Bị dở hơi rồi, nói chung hai thằng, một thằng chột với một thằng là mặt rỗ, bị dở hơi hết rồi. Như là tụi cái tụi này nó bây giờ nó có cái đê hèn nghe nè, nó nhắn tin sinh viên với chị Nhắn tin cho sinh à. viên hả? Nó nhắn Ở từ giờ con chứ em đâu phải nè, đâu. con em mới nói luôn mà, hôm nay mẹ trong nhà tới trường con hả, nó nhắn nhiều lắm, và trong trường con hả mấy đứa kia nó biết hết rồi, bây giờ nhà trường họ cũng có tuyên truyền rồi Không đó. không, nó nhắn từ hồi xưa đến giờ mà, nó xâm nhập ở Hà Nội lâu rồi nhưng mà đâu có làm gì được đâu. Đâu có làm gì được đâu, không cái gì. Bây giờ sinh viên cái trời à, nhìn cái lá, thằng con em còn nói, con nhìn cái lá cờ màu 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 vàng á mẹ, là con ghét lắm, con đâu kết bạn. Đúng Nó rồi, sinh viên mà nói vậy. Nó nói đúng con rồi, nhìn vô cái lá cờ đó là con không kết rồi. nhưng mà Đó, đợt chính này không? Tới giờ đời con tao mà nó còn ghét tụi bay á thì lấy đâu ra? Thì chiến mà tụi bay là chiến thắng thua mẹ mãi. Con nó nối truyền theo mẹ mà. Tụi bay biết chưa? Nghe. ba que bây giờ là đang bị Dạ. gọi Đợi là, xíu anh bạn. anh bà muốn lên hả? Anh bà muốn lên thì chị xuống. Ba que bây giờ bị gọi là thần kinh lung linh. Thế thôi Thần chị kinh xuống lung hay là lên? linh. Vừa nãy anh thấy một cái con ba que, tên là con Lê La Đông Huỳnh đấy. Rồi bây giờ qua đây nhá, nói với Lê La Đông Huỳnh này. Lê La Đông Huỳnh thì là cũng thuộc Cha già ơi gì già rồi, sinh năm dịch vụ nha, 1957 hoặc 559 gì đấy. Trời ơi, trước kia Lê La Đông Huỳnh phò cái như võ trung trực nhá, tiền bạc thì dạ. đi toàn đi rửa chân thôi, có được bao nhiêu đâu. Thì thằng võ trung trực nó mới lừa cho nhá, góp tiền cho nó để mà mang về cho cái nhóm ba sạch, bốn sạch, năm sạch. Nhưng mà rồi cuối cùng các sạch đấy có làm được cái gì không, tiền mất tật mang. Đến mức độ mẹ nó chết ở Việt Nam đấy nhá, vội vã bay về Tân Sơn Nhất, nhưng mà nó chửi Đảng Cộng sản nhiều quá, cuối cùng công an cửa khẩu mới chặn chặn nó lại, không cho nó nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó nó lại bay ngược về Mỹ. Đấy chưa? Cho nên xin lỗi cái con Lê La Đông Huỳnh này đấy, mày chống cộng mà nó coi như là mày bị, coi như là cái thằng võ trung trực nó lừa đảo về tiền bạc, mẹ chết thì là không về coi như thắp hương cho mẹ được một nén hương cuối cùng. Mày thấy cuộc đời mày nhục chưa, đúng không? Đấy cho nên là mày mới thấy, tức là cái số phận của những kẻ chống cộng cực đoan. Mày thấy coi như mẹ mất mà cuối cùng không về thắp được cho mẹ một cái nén hương nào cả. Ủa chính Đấy. rồi xong rồi. Đấy. Tanh cùng là cái cuộc đời của mày thế thôi. Đấy, nó trông cái mặt, nó trông thấy anh một cái coi nó biến luôn rồi. Đúng không? Vì là ngày xưa thì anh cũng hay theo dõi của kênh thằng Võ Trung Trực lắm. Đấy. Thế nhưng bây giờ coi như nó toàn chửi cái triều đại Việt tất cả thứ thôi, mà coi như là diễn đàn nào thì cũng có con Lê La Đông Huỳnh để mà lên like cùng á, nhưng mà cuối cùng đấy thì coi như là góp tiền cho nó để nó lừa đảo, nó gửi tiền về về cho mấy thằng dân chủ cuội này ở Việt Nam mà không biết nó có gửi hay không, đúng không? Cái thằng Võ Trung Trực là một cái thằng rửa chân, nhưng cuối cùng bây giờ coi như là khi mà nó chống cộng quá, cuối cùng cũng người ta cũng không thuê nó nữa. Đấy, là trở thành một cái thằng thất nghiệp, tiền bạc thì coi như kiếm 100 đô 200 đô mà ở bên Mỹ cũng khó khăn
Đấy, thành cùng nó mở diễn đàn ra để nó lừa đảo. Đấy, cho nên cái con này mẹ nó chống cộng nhưng mà cái đầu óc nó ngu si đần độn để cho cái thằng võ trung trực nó lừa. Đấy, thì mới thấy. Vậy à, vì lừa hàng gì giờ chạy chửi lung tung vậy. Đấy, nó mới chạy chạy nó chửi lung tung. Thì trước kia em thấy không, không bao giờ nó vào những diễn đàn của những anh em mình để mà nó chửi chửi. Nhưng mà bây giờ coi như là chắc có khi nó chán được võ trung trực rồi, nó biết rồi. Trời ơi, đi phò một cái thằng coi như là rửa chân mà cuối cùng là cũng thất nghiệp về cái bọn mọi người không thuê nữa. Anh cùng thất nghiệp về cái trò rửa chân luôn. Mà đi phò cái thằng như thế, mẹ phò ít nhất phò về phò cái loại mà nó có học thức hoặc là nó làm ra rất nhiều tiền. Mẹ làm được bao nhiêu tiền thì cúng cho nó hết. Đấy, cái con nó ngu. Chạy rồi, chạy mất rồi. Bởi trước khi làm mà mình muốn suy nghĩ đi, mình còn cha còn mẹ mình ở tại Việt Nam mà mình là dám đi chống đối lại đất nước. Người ta ngu mà dành hết cái ngu của thiên hạ, dành cái ngu hết của thiên hạ. Đúng. Nó quá ngu si cái là bây giờ nó mày còn mẹ nó ở đây, đúng không? Thì bây giờ ít nhất nó về về thăm mẹ nó thấy cái đất nước Việt Nam mình có hiện nay thanh bình và phát triển. Mà cái cỡ của chúng nó sống làm sao được? Mà nó sống mà trong nó sống một cách mù quáng để cho một thằng khác nó lừa đảo cho không biết. Đó là một cái con mà nó quá ngu si đần độn rốt nát. Mẹ mất rồi cuối cùng về đến sân bay Tân Nhất bị ngăn lại không cho nhập cảnh. Thế cuối cùng quay ngược lại, đúng không? Chứ đất nước Việt Nam ví dụ nó không chống cộng chẳng hạn, nó không lên cái kênh của thằng Võ Trung Trực, nó chửi mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nó chửi cái đất nước Việt Nam, thì nói chung là nó người bình thường thôi, đúng không? Nó nhập cảnh thoải mái, nó về thăm quê hương, thăm mẹ nó, rồi nó đi du lịch các thứ, nó biết coi như là cái đất nước Việt Nam mình hiện nay tươi đẹp như thế nào, đang phát triển như thế nào, đời sống của những người dân càng ngày được cải thiện nó như thế nào. Dạ đúng coi rồi. Như là mà cái kiểu nó kiểu nó sinh năm 1957 thì thực tế ra là có khả năng là nó thì là cũng con cái của Việt Nam Cộng Hòa, hiểu không? Nó thấy cái cuộc sống ngày xưa của nó thì ở đây là coi như chỉ bố nó đi, ba nó đi đi lính thôi, có tiền thì nuôi cả gia đình. Nhưng bây giờ coi nó sang bên kia thì nó phải đi nằm neo vất vả cực khổ, không được nằm ngửa ăn sẵn nữa, thì nó căm thù cái Đảng Cộng sản mình. Đấy, nhưng mà nó phải nhìn nhận cái vấn đề, nhìn nhận thời cuộc, cái con người ta mà sống khôn ngoan nó phải vậy, đúng không? Cái cuộc chiến nó xảy ra coi như 43 năm nay rồi, nhân dân ở trong nước thì cũng coi như cũng quên cái cuộc chiến đi, cho nó vào dĩ vãng để mà cùng nhau để mà phát triển về kinh tế, đất nước yên bình, đời sống nó càng ngày càng tốt lên. Chứ bây giờ bản thân anh nó đặt ví dụ bản thân anh chẳng hạn, hoặc Hà My và tất cả các bạn, đúng không, nhìn về cái cuộc chiến ngày xưa thì nói chung là đó là cái tội ác của cái bọn mà ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Nhưng mình nghĩ cũng thôi, đúng không, quên cuộc chiến này đi, vì là đấy để mà ví dụ như mình hận thù làm cái gì, đúng không? Những người ta ở bên kia, những cái ngụy quân ngụy quyền cũng có một số người ta lầm đường lạc lối, thì bây giờ là mình cũng có cái nghị quyết 36 để mà gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc, để mà có như chúng mình là đều là những người máu đỏ da vàng, con cháu lạc hồng cùng chị một đẹp vua ơi, cả đẹp. Đúng không? Thì mình coi như là mình phải nói thương yêu lẫn nhau. Chứ hiện nay cái chế độ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đất nước yên bình đứng thứ 5 trên thế giới, vào cái 5 nước yên bình nhất trên thế giới. Kinh tế Việt hiện nay tất nhiên là nó đang phát triển, nó không phải giàu mạnh như Mỹ hoặc các nước Tây Âu, nhưng nói chung là đời sống của nhân dân ta nói chung là cũng được rồi, đúng không? Có ai bị đói không? Bây giờ ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương em thấy có ai phải buổi em đi em buổi đêm ấy, có ai phải nằm nghỉ hè ngủ không, đúng không? Đấy, dạ, người ta đúng ít rồi. Nhất người ta cũng ở công nhân ở các tỉnh lên đây thì cũng có một cái phòng trọ, tuy nhiên là không không được khang trang lắm, cũng mà cũng có một chỗ ở, chỗ ăn chỗ nghỉ. Đấy, không phải ăn đói nữa, ăn no mặc ấm rồi, đúng không? Bây giờ đang kiếm đến ăn ngon mặc đẹp để tìm món ăn nào nó ngon một tí thì mới ăn. Cái cuộc sống nó chỉ đơn giản vậy thôi. Ví dụ sau này nó kinh tế phát triển lên thì mình mua cái xe máy nó đẹp hơn, hoặc là dần dần mua cái ô tô nó tốt hơn, đúng không? Sắm vật dụng trong nhà nó tốt, thế thôi. Giờ ở đất nước nào cũng vậy thôi anh ơi, đất nước nào cũng vậy. Mình phải 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 siêng năng,
Mình có chí thì mất may mình mà có cái này cái kia, chứ ở đất nước nào cũng vậy, mình không làm sao có ăn được, không làm sao mình có đồ ba cái đồ sử dụng. Mình muốn hưởng thù thì mình phải làm, mình muốn Đúng hưởng rồi. thù là mình phải làm chứ, chứ mình Bây không hưởng giờ thù. đất nước nào cũng thế thôi, hoặc con người cũng thế thôi. Đầu tiên ông muốn có thì là ông phải đầu tư. Đầu tư là cái gì? Trước mắt là ông dù cực khổ nhưng ông phải đầu tư về, con đường học vấn, học hành, đúng không? Thì sau này học hành lên thì nó có cái trí tuệ lên. Thì ví dụ ra Dạ đúng đời rồi. thì Chào chú Nam mình nhé. có khả năng bây giờ là mình tính toán, mình làm ăn. Đấy, bây giờ hiện nay Việt Nam coi như là phát triển kinh tế theo thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa rất tự do. Anh có tài, anh muốn làm nhà nhà nước cũng được, anh làm công ty tư nhân, công ty liên doanh nước ngoài, hoặc ông nào có tài nữa, ông có kinh nghiệm, ông làm một số năm ông có kinh nghiệm, ông nhảy ra ngoài ông mở công ty, đầu tiên thì nhỏ thành lớn, đúng không? Nhưng ông phải có đầu tư chứ, chuyện học hành đấy, chứ không phải ông học lớp 3, lớp 4 thì bắt đầu có, ông muốn làm giàu bằng cái thằng nó học hành đến nơi đến chốn, đúng không? Bao giờ cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, cũng có người nọ người kia, người giàu người nghèo. Nói chung là muốn giàu có thì ông phải 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 có cái đầu tư vào chuyện học hành đã, thì sau đó coi như ông phải chăm chỉ làm ăn. Nói chung là cũng phải cuộc đời nó phải cộng một chút may mắn mắn nữa, nhưng ông phải có cái cơ Dạ. sở thì ông mới gặp được cái nhiều cái điều may mắn, chứ ông cứ chẳng có một cái gì hết ấy. Ông không làm mà suốt ngày ông nằm ở nhà thì làm sao cái điều may mắn nó đến với mình, đúng không? Mình phải tạo ra cho mình những cái điều may mắn, chứ không phải là ông nằm ở nhà đấy, ông coi như là siêng ăn nhát làm. Cái gì ông thích, thuốc cũng thích, gái cũng thích, cờ bạc thích, cá độ bóng đá cũng thích, thì mẹ Nói thôi chung mình là mình muốn hưởng thụ là mình phải làm đúng nha, rồi. muốn ăn sung mặc sướng, mà muốn muốn sung sướng cho bản thân mình là mình phải làm mới có. Chứ giờ bây giờ ở đất nước nào cũng vậy, chứ nếu mà họ hiểu những cái đất nước gì mà tư bản thì rồi sẽ mà thấy cảnh tư bản là con thấy cảnh nữa, chứ đâu có Cho phải nên là sung sướng đâu. như là cái con Lê La Đông Huỳnh nó về, ví dụ là nó thích thì nó ví dụ nó cái tiết kiệm được tiền, nó Em đi chào anh. dọc từ Bắc đến Nam Chào nhé. xem là đất nước Việt Nam mình phát triển như thế nào, xem có rơi vào tay tàu cộng hay không, hay là bọn tàu nó sang đây nó toàn đi du lịch xong nó về, đúng không? Đấy thì nó mới ấy được. Bây giờ ở kia gào thét vào chống cộng cho nó lắm vào mà chẳng được cái gì, tiền mất, về thì mẹ mất, thì có không thắp hương được cho mẹ một một nén hương nào cả. Cuộc đời lại quá nhục nhã. Chống Không cộng hiểu. chi mà Anh mẹ mình chết mà về xuống 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 nhà lên được. thì gọi là trao đổi em một tí xíu thôi, anh xuống cứ khoảng xuống dưới 10 giờ anh like nhá.